Chào các bạn, thì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục ăn thử cái bánh xốp mới. Thực ra cũng không mới lắm, thì hôm bữa mình đã làm một cái vlog về ăn thử cái thương hiệu bánh xốp của Imperial này rồi. Thì hôm nay là một cái hương vị khác của họ. Mặc dù họ có rất nhiều hương vị, hình như mình khoảng nhớ khoảng tầm 6-8 cái hương vị cho một cái loại bánh xốp format Imperial đóng hộp giấy như thế này. Nhưng mà mình thấy mấy cái vị còn lại như là vị vani hoặc là vị dừa thì nó không hứng thú với mình lắm. Còn đây là cái vị mà mình mới vừa kiếm được ở trong siêu thị Go. Thì nó là cái vị còn lại mình có thể kiếm được và mình thấy hứng thú về nó, cho nên mình đã mua về làm review cho các bạn xem luôn. Ở đây là cái một trái cam để co cho nó đẹp thôi, chứ thực ra chúng ta sẽ không ăn cái trái cam là ngày hôm nay. Ok, mình sẽ chúng ta cũng có một dòng chữ Imperial bằng tiếng Thái ở ngay đây, giống như cái hộp, hai cái hộp trước mà mình đã mở hộp. Ở đây là một cái mặt Imperial, quả tiết màu cam, có cái bảng beta màu cam ngay đây. Ở đây là hình đi nước ép cam và trái cam được cắt lát ra, nhìn nó rất là fresh luôn. Đây là cái chồng bánh xốp cam của họ. Đây là chữ Imperial bằng tiếng Anh, Mandarin Orange. Mandarin. Thì ngày xưa mình không rõ chữ này, nhưng mà sau khi mình coi bộ phim Iron Man 3 thì Mandarin hoặc là Mandarin thì là nhắc tới Trung Quốc. Không hiểu tại sao dùng chữ Mandarin Orange tâm là cam Trung Quốc hết ta. Mandarin là nghĩa là như mình nhớ từ là chữ người Trung Quốc, với một cái thuật ngữ nói về chữ Trung Quốc. Và ở đây ghi là Mandarin, cũng không rõ là sao, không lẽ đây là cam thương hiệu bánh của Thái nhưng lại sử dụng cam của Trung Quốc sao? Nà ní. Ở đây mình sẽ lọt ra. Hơi fail. Okay. Hơi xấu xíu rồi anh em, thông cảm nhé. Thì bên trong vẫn sẽ là như vậy, vẫn sẽ có những cái bánh, những cái pack. Sẽ luôn cho các bạn coi là bên trong cái bánh này nó họ làm như thế nào luôn nhé. Đây. Mở ra thôi là nghe vậy mùi thơm nó rất là mạnh luôn rồi, thơm của cam. Đây là một cái shot quay cận cảnh cho các bạn coi cái hàng bánh xốp của mình. Chúng ta sẽ có ba cái tầng shot kem, vị cam thơm lắm các bạn ạ. Thơm. Mình đang cầm cái điện thoại mình để mình quay cái đây, nhưng mà thật sự cái mùi thơm rất là cám dỗ luôn. Wow, mình rất thích cái thương hiệu Imperial này. Ngay từ lần trước là mình đã làm rồi, mình đã rất highly recommend cho các bạn ăn cái món bánh này luôn. Và sau khi làm một cái đoạn cận cảnh, bây giờ mình sẽ làm tới giây phút thiêng liêng, đó chính là ăn thử miếng bánh vị cam mandarin của thương hiệu Imperial này. Xin xếp ăn nhé. Damn, nó ngon. Phải nói là Imperial cái cách họ tạo nên cái hương vị trong từng cái miếng bánh nó rất là thành công luôn. Cái vị cam nó rất là tự nhiên, thơm như một cái món bánh chiết xuất từ cam thật sự. Và so với hai cái miếng bánh dâu và bánh tiramisu kia thì hương vị của món bánh cam này rất là mạnh luôn. Mình đánh giá là rất là mạnh, nhưng mà nó ăn không bị gắt. Nó dậy hương, cái mùi hương cao lên rất là ngào ngạt. Và khi bạn ăn là tuyệt vời. Mình nghĩ hương vị cam của bánh dòng Imperial này là một cái hương vị mà bạn đáng để ăn nhất luôn.
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video short video ngắn nhất trong mấy cái series video này của mình. Cảm ơn các bạn đã xem cái video cảm nhận và đánh giá cái món bánh Imperial vị cam Mandarin này của mình. Thật sự là cái series này được rất là nhiều người yêu thích, tại vì từ sau cái món bánh kia, tại vì có nhiều người recommend mình là nên ăn thêm cái vị này của cái thương hiệu này, và vẫn còn một số cái vị bò sữa và vị này nọ của Imperial nữa, thì mình sẽ cố gắng mình trong thời gian tới mình sẽ review luôn cho các bạn xem. Tại vì giống như mình nói đó, cái công việc của mình là mình review cảm nhận, đánh sẽ đánh giá những cái sản phẩm mà người dùng còn e ngại, người ta rất là không biết là nó có nên mua hay không. Dù nó bán đầy siêu thị, không phải bán đầy, nhưng mà giá của nó cũng không phải là rẻ để nhiều tầng người ta mua, và cái thương hiệu của nó và xuất xứ của nó, cho nên là người ta vẫn sẽ ưa chuộng những thương hiệu mà như là Oishi hay là những cái thương hiệu quen thuộc. Thì những cái thương hiệu này mới là mình là người trải nghiệm, và cảm ơn các bạn đã tin vào cái chia sẻ và cái trải nghiệm của mình, cho nên là ok, mình thấy là món bánh này rất là đáng để mua ăn, và cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cái series này của mình. Nếu là lần đầu tiên bạn đến với cái kênh của mình á, cho mình xin một nút subscribe ở chuông thông báo kế bên để có thể đón xem được những cái video mới nhất từ kênh của mình. Mình chuyên review về những cái sản phẩm và những cái sản phẩm hàng ngày có thể dễ dàng kiếm được, và mình chia sẻ những cuộc sống hàng ngày của mình. Bye bye và hẹn gặp lại trong những cái clip những cái clip mới nhất của mình. Ok, và xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn, những người bạn của mình đã cho mình mượn cái cam này để có thể sống ảo, làm một cái decor trong cái clip lần này.